Thưa quý vị, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức ASK tại Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát doanh nghiệp Đức tại Việt Nam mới nhất, ASK World Business Outlook mùa xuân 2023. Theo đó, có tới 91% các nhà đầu tư Đức có mong muốn tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và khoảng 40% trong số họ có kế hoạch bổ sung lực lượng lao động trong 12 tháng tới. Theo khảo sát AHK World Business Outlook mùa xuân 2023, nhờ việc triển khai nhanh chóng các kế hoạch hành động của chính phủ và điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định, Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực. Bởi vậy, các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam trở nên lạc quan hơn so với năm 2022. 40% doanh nghiệp sẽ tăng số lượng nhân viên trong 12 tháng tới. 36,9% doanh nghiệp Đức tham gia khảo sát cho biết sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Buổi lễ khai trương trụ sở mới tại thành phố Hồ Chí Minh của tập đoàn Stada và công ty liên kết tại Việt Nam Pimefaco là một minh chứng đó. So if I would summarize, the key message is to have this opening ceremony is another commitment to Vietnam from Stada. As we have built a new big factory, we are now also accelerate our commercial efforts with the headquarter in Ho Chi Minh City. And we are looking forward not only to expand our business here in Vietnam, we're looking forward also to produce in Vietnam for especially European countries, and we got registration from Europe already to do so. And the last message, which is very important, is our growth here in Vietnam, but also our growth globally, makes it possible that we also further invest new products and also new jobs. So actually we are really happy that we can co-witness and co-organize this event today. And so it's really, it makes us really happy that also company is contributing to the public healthcare system. So try to make available really effective pharmaceuticals to normal people, to all of the people in Vietnam, and even more also can produce products in Vietnam who are really eligible also to the European market. And so in all the ways, we really are willing and happy to support Stada. Stada hiện là nhà sản xuất về các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao trên thế giới và là một trong ba nhà đầu tư Đức lớn nhất tại Việt Nam. Sự kiện được xem là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Stada Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp Đức nói chung trong việc đầu tư dài hạn tại Việt Nam. All companies alike need reliable conditions, a reliable administrative and legal framework. So we're very thankful for the support of the People's Committees overall in Vietnam, but also especially in Ho Chi Minh City and in Phu Yen Province to support Stada's endeavors, and we continue on your support in the future and hope that relationship can flourish as it did before. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ phục hồi tăng trưởng trong trung hạn và trở thành điểm đến lý tưởng cho việc sản xuất giá trị cao trong một ngành công nghiệp đầy triển vọng. Sự tăng trưởng này sẽ được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm các hiệp định thương mại tự do FTA, đặc biệt là EVFTA, hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam. Theo đó, 57% nhà đầu tư Đức tại Việt Nam ưu tiên đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ, trong đó Việt Nam là lựa chọn hàng đầu, tiếp theo là Malaysia và Thái Lan. Thank you.